Xin mến chào tất cả quý vị các bạn nhé. Hôm nay em Tuấn xin phép được giới thiệu một chiếc đài khá là độc lạ ở trên kênh điện tử Tuấn Thắm Video, mà từ xưa đến nay ít khi em lên cái dòng đài này. Đây là một dòng đài của Hàn Quốc sản xuất nhé, dòng Samsung. Thì các bác cũng biết rồi, dòng điện tử Samsung thì nổi tiếng với dòng TV, điều hòa, tủ lạnh đấy, cũng rất là nhiều. Thậm chí là ô tô họ cũng sản xuất được đấy. Nên là cái ngành điện tử của Samsung thì cũng khá phát triển, nhưng mà về đài cassette thì họ cũng có ít model thôi, chủ yếu là các dòng model đài như thế này, và để học ngoại ngữ hoặc là để giải trí thì họ cũng ít khi dùng, chủ yếu là để học hành thôi, nghe tin tức thời sự. Và đây là một cái đài mà em mới sưu tầm được thì nó rất là độc lạ đấy, rất là đẹp, em thấy nó rất là đẹp nên là em cũng mua về. Và đây là quai sách rất là đẹp này, em để ở đây nhá, anten zin này. Đấy, anten cũng rất là đẹp. Thì em để vào đây và test thử thì chạy rất là ok, và em quay lên giao lưu với các bác. Đây là chiếc Samsung VK293 nhé, sản xuất tại Hàn Quốc, điện 220V, hàng chính hãng Hàn Quốc luôn, Samsung. Và nó có các chức năng như sau. Ở đây thì nó có một nút tắt nguồn, mở nguồn này. Đấy, các bác mở đây, đèn ở đây nó sẽ báo ra. Đấy, khi ta ấn băng là sẽ báo. Đấy, đấy, thấy không? Còn ở dưới đây thì có phím chức năng nằm ở đây. Đấy, các bác bật ở dưới là băng, ở trên cùng sẽ là radio. Và có cả line in nhé, cắm jack line in vào đây để cho phát điện thoại, máy tính, TV, cực kỳ tiện lợi. Và đặc biệt là radio FM, AM bắt rất là nét. Trong khi đó băng dây lại có lợi thế hai cửa băng, cực kỳ là hiện đại luôn. Và lại có cả auto revert, các bác thấy hầm hố không ạ? Họ sản xuất cũng cực kỳ chất lượng ấy, cũng không phải là đùa được với dòng Samsung Hàn Quốc này. Đây, em sẽ quay qua đằng sau cho các bác này. Đấy, tất chữ Hàn Quốc luôn, in chìm trên thân máy, và phần tem ở đây nó ghi tất chữ Hàn Quốc này. Đấy, em sẽ quay cho các bác xem nhé. VK293 này. Đấy, điện áp 220V, 9V là chạy pin. Đấy, rất là phù hợp với cái điều kiện điện áp ở Việt Nam mình. Đài cũng khá là nhỏ gọn và giá cực hợp lý cho bác nào chốt luôn, cực kỳ rẻ, chỉ có 900.000 đồng thôi, bao ship, chạy hoàn toàn tốt các chức năng. Và sau đây em sẽ đến với chức năng băng dây cửa A. Các bác phải để ý nhá, cái nút ra băng thì nó hình như thế này, hình mũi tên chỉ ngược này, nút play này, đấy, nó tốt này, đấy. Volume này. Em sẽ cho nhỏ lại để em chỉ các bác một số nút chức năng nhé. Cái này là tông nhạc này. Đấy, bát này, tép này. Đấy, nút này là nút tăng bát nhá. Đấy, dạng như 3D ấy. Còn bên này là nút chức năng thì không nói rồi, AM, FM. Tiếng rất là hay đúng không ạ? Chạy tốt hai cửa băng, radio FM AM nét, và đặc biệt lại có cả line in kết nối điện thoại được. Giá chỉ có 900.000 đồng thôi, bao ship cho các bác. Em test qua cửa A, cửa B nhé. Chạy rất là tốt. Ngày mình yêu nhau, hai đứa ước mơ trầu bồng. Em đâu có ngờ rằng hai đứa xa nhau. Giờ buồn không em biết mộng xưa trong. Nút vớt nằm đây nha, nút vớt này. Những ngày xưa thân ai, anh gửi lại cho ai. Gió mùa xuân nên đưa dùng hàng cắt. Ngày mình yêu nhau, hai đứa ước mơ trầu.
hoạt động rất tốt hai cửa băng, và em sẽ gạt cái nút chức năng này lên trên cùng cho phép kết nối FM AM. FM trước nhá, AM ở dưới này, FM ở trên. Thay đổi. Em kéo băng ten lên. Trong khi cái tổng điểm 3 môn toán hóa sinh thì đối với các thí sinh có tổng điểm 3 môn thì điểm cao. Chúng ta sẽ em cho nhỏ lại nhá, để volume này. Để 96,5 này chúng ta dò kênh đây nhá, cộng này, trừ này. Đấy. 5 điểm. FM ở đây, AM ở đây. Cộng này. Như vậy là chúng ta cộng dò sóng ở đây nhá. Dò sóng là thì để đấy. Đông máu và người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Sản phẩm viên xương khớp Bách Niên Kiện được bán rộng rãi tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Rất nét đúng không ạ? Chi tiết liên hệ số điện thoại 1800 6802. Rất là dễ dùng. Cuộc sống thì nó cũng có nhiều mà. Bắt rất tốt các dòng sóng của radio FM. Và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác điều động luân chuyển. Tại hội nghị này, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, điều động luân chuyển cán bộ là khâu quan trọng để đào tạo rèn luyện chuẩn bị. Đồng hồ hiển thị rất là dễ nhìn nhá, các bác có thể dò rất là từ từ, chậm chậm. 96,5 này. Ok, em test qua AM nhá. AM các bác nhá. Này. AM thì thường thường có khoảng 2-3 đài. Cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Đình Tùng đã kết thúc chương trình giáo dục và đào tạo hôm nay. Rất nét đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và... Thưa quý vị và các bạn, thưa khách mời, việc luân chuyển cán bộ là một chủ rất là ok của đảng ta, và chúng ta sẽ để ở cái chức năng radio này và chúng ta sẽ cắm cái rắc từ đầu nhiệm kỳ đã... em sẽ lấy cái rắc line in cắm vô đây đấy, là tự động chuyển sang aux nha các bác nhá. Đây em sẽ dùng lực cắm vào đây đấy, và cho kết nối điện thoại máy tính cực hay luôn đấy, ok chưa à. Cực kỳ tiện lợi, đã có rắc aux rồi. Nương đồi bát ngát, gió ngàn vơi mây nắng chiều về đây. Lắng nghe sao ai bay dập dìu trên đèo, kể rằng người còn đây, người cao hơn núi, tưởng chừng trông theo bóng dáng người còn im trên. Ok, em Tuấn xin phép được dừng cái video test chiếc đài Samsung, một chiếc đài khá là độc lạ ở thị trường Việt Nam chúng ta. Samsung V293. Giá em giao lưu với giá rất là dễ chịu cho bác nào mua về nghe radio FM AM, chạy tốt các chức năng băng dây rồi có cả đường line in luôn. Giá chỉ có 900 ngàn đồng bao ship thôi nhá. Các bác chuyển khoản đủ em tặng một cuốn băng nha các bác nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.